Dạ chị lái ra rồi chứ, lái cho chị dùng rồi. Của em. Chị có ghi tay trong đó không? Chị có ghi tay chị Hà trong đó không? Vậy sao chị giấu là chị kêu ra? Vậy sao chị giấu là chị kêu ra? Của Hà đây đó. Của Hà ở chỗ đó. Ai cao nhất? Chị Trang. Trang cao nhất. Do bệnh bà chưa ra. Không, mẹ nó rứa đó. Thôi kệ. Chứ cũng đâu cần lắm đâu. Mình nghĩ hơi bị lâu đó. Thôi có Hiền đây nó cũng đỡ. Thank you.
đi về đâu. Tao nhớ mỗi đứa xinh đang đi đâu lấy là cười. Chứ không mà nhiều khi em đang đi mà chị rá lên chị kêu nó đi đâu rồi. Còn em quý nữa. Mà bà Thúy bà vô mà mập luôn. Mặt bên đây bà trồng quay luôn. Bà đẹp gái đó. Đẹp hẳn luôn. Ta mày ghê mà nhân viên ta kêu đuổi con không đi nè, chán kinh. Ok mấy người kêu chị có tay nuôi người nữa chứ. Không phải tay nuôi, do cách mình sống thôi. Tâm lý thoải mái là họ sẽ làm việc ok hơn. Làm việc ok thì khách hàng của mình sẽ ok hơn. Thế thôi. Nhưng mà phải đứa nó không phải giỏi này nha. Tao mà thèm đứa nhà nữa là chắc là xỉu ngang luôn. Một đứa là đủ rồi. Nói bà tao mày. Giống như trong nhà cũng có người đi người kia đó. Đứa con thơ. Thêm đứa con thơ nữa nữa kia. Mà con thơ nó có cả tương lai. Có tương lai. Nó đừng có cho mẹ dặn là đừng. Ê em dặn đi. Em không có được dùng điện thoại. La vô. Chứ mẹ dặn là còn cái trốn. Nhắm mắt lại đi em. Mở chi sợ quá. Không một nên cũng không đau nhiều. Đau nhưng mà thế là thằng này mạnh mẽ rồi. Mạnh mẽ đi. Cuộc đời nhiều đau lắm. Nghe chưa? Đau này mới là sương sương thôi. Sương sương như thứ đập tim được. Đập trong tim. Có ông mẹ này không vui. Mà thứ toàn mấy đứa tưng tưng không vậy? Mẹ yên nữa. Có mẹ yên vui. Mẹ yên hát ha. Mẹ hát bài này sợ bài kia. Nhúng chèo nhỏ sợ luôn. Đi ngoài đường cái tưng tưng. Hát bài này nhảy chân sáo rồi hát bài này qua bài kia đó. Không á. À, hát bài này là lộn bài kia đó. Vui sợ.
Hôm qua tay đâu rồi ta? Chắc ba trở về rồi. Ừ. Nãy anh Súng là về rồi đúng không? Không biết. Đi này thấy là ổn ổn đấy, cũng lanh, nhưng mà nói chung là phải có mẫu nhiều. Tìm gì với mẫu phải thuê đó rồi chị. Tìm cũng mệt mỏi lắm mày. Tìm mình điều trị cho họ mà, free mà. Mẫu vậy mình họ mặc họ bị mụn, họ mặc qua chị dạy cho anh ấy điều trị mà bảo đảm hết mụn luôn là họ được chữa miễn phí đó, gọi là mẫu á. Tìm cũng khó, phải đúng mụn như ra tìm được nè, quá được luôn đó, cống hiến cho đó, lấy làm mẫu đi mẫu à. Làm mẫu thì ba đâm xong cái sáng cho. Nhưng mà bữa nay khó lắm. Người ta không, họ không đưa, họ đưa cái mặt mình ra bài á. Ví dụ chị thì không nói, chị thì rằng ai ấy được đưa cho mấy đứa tập đâm, tập đồ mà. Tất nhiên họ phải sợ rồi. Ý rằng mà đưa cái mặt cho mình làm mẫu là cũng là một vấn đề đấy chứ. Ví dụ đang để im đằng đồ thì vô tư chứ. Rồi, gần xỉu rồi đó. Gần xỉu. Thôi gần xong rồi, ráng đi. Chụp mụn còn nhiều lắm. Tuần cho nó đi lại lần nữa thì cho thấy em nghe. Em hả? Tuần hả? Ờ. À, tuần thì được. Cho nó đi chứ không đừng có thấy đỡ mà không cho đi nghe. Chứ không là nó bị nhiều lại đó. Ừ, nhiều lại như không. Tội lắm. Đi phải liên tiếp. Chứ không hồi em đỡ nhiều lại em đi lại là nó cũng lại như y kiểu cũ này. Được rồi, lấy thuốc cho em dùng nhắn đỡ. Dùng bình thôi không được. Thôi. Con nít nhé, cái loại này con nít dùng vô tư nghe. Nên yên tâm đi. Mấy đứa con nít dùng nhiều lắm. 16 tuổi chứ mấy. Trời, 13 tuổi mà dùng, mấy đứa dùng quá trời rồi đó. Chị đâu, có bầu đồ ai dùng cũng được hết á. Nên nhẹ lắm. Cái lại dùng cho đỡ mụn đã. Chứ không phải mình dùng lâu dài, hiểu không? Thôi cho hết luôn.